Dạ rồi, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên ngày 4 tháng 1 năm 2023, thì kênh Lan Rừng Vũ Thái của em tiếp tục lên lại một số loại hoa lan rừng nha cả nhà nha. Hôm nay là bây giờ lại kiếm hồng cả nhà, một dòng khí mới nói là họ cực kỳ là đẹp nha. Rồi hoàng thảo trần kim khánh này, đuôi gà tròn này, kiều vuông mở gà, hoàng nhạn nha cả nhà nha. Rồi có kiều vuông cánh trắng nữa, có hoàng nhạn này, có tóc tiên này, có ngọc thạch ba màu, đơn cam này, hạt vĩ, quế và long tu sung như cả nhà nha. Nói chung là tứ thời rồi, cũng khá là nhiều loại. Thì bây giờ em sẽ đi nhanh vào báo giá từng loại luôn nha. Thì đầu tiên là vô cái rêu, nguồn lấy cái hộp rêu. Rêu bên em là vẫn bán 30.000 một hộp nha cả nhà nha. Rêu xanh, rêu để trồng như thế này này cả nhà. Đây này, nó là dạng rêu đây này cái này. Đó, rêu như cái nhà mình tắp lên cái lan á, rễ ra nó bám vô rất là đẹp luôn cả nhà. Và thứ hai là nó giữ ẩm rất là tốt luôn. Dòng này rêu này sống nha cả nhà nha. Nhiêm tắp lên sống này, nó sống và cái rêu này nó phát triển rất là đẹp luôn. Đó, xanh tươi đẹp luôn nha cả nhà. Đó, rễ lan này, rễ lan nó đâm ra vô cái rễ này, nó ăn xuống đây này. Đó, nhìn rất là tốt cho cây luôn nha. Rêu xanh, rêu thảm như thế này, đó, hay gọi rêu nhung cả nha. 30.000 một hộp, em bao ship nha. Đừng quên lấy cái hộp vô đâu. Hàng thì 30.000 một hộp, hoặc là cả nhà mình có thể mua 5 hộp để em bao ship nha. 5 hộp em mới bao ship được cả nhà. Còn một hộp em không bao ship được đâu. Cái rêu thảm, rêu như thế này đẹp lắm cả nha. Em quên lấy cái thùng rêu vô đâu. Bây giờ cho cái hình số 1 này. Quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Một cái chậu quế trắng tháng 8. Đẹp cực kỳ chưa? Đó, cây này. Cây này dài từ gốc đến ngọn á là tầm 60 phân. Đó, một cây quế xếp này. Nó để con là một con này, hai con này. Đó. Là hai con dưới gốc này, trên này cái nước một nhánh là nữa cả nhà. Cái chậu này ba cây nha cả nhà nha. Và đặc biệt có cái cây giữa này rất cao luôn. Cây giữa tầm 60-70 phân và đang ba cái vòi hoa. Ba cái vòi hoa là chuẩn về cả nhà mình chơi Tết luôn cả nhà. Đó, đây là Tết còn tầm nửa tháng nữa thì những cái nụ ra là nó nở chuẩn vào Tết luôn. Ba vòi quế trắng tháng 8. Đó, đây này, một cái cây này nè, ba vòi luôn. Cái chậu này thì ba cây nha cả nhà, ba cây xếp đẹp. Một cây thấp dưới này. Cây giữa là cao nhất nha. Cây giữa là cao tầm cái 6-70 phân cả nha, từ gốc tới ngọn. Còn cây ngoài này thì nó tầm cỡ 5-60 phân. Nó xếp thẳng lên như thế này. Cây ngoài thì nó đang để con. Đó, cây đây. Ba cây chậu quế này quá đẹp luôn cả nha. Đó, một chậu quế trắng tháng 8, đặc biệt là đang ba cái nụ này, về chơi chuẩn Tết luôn nha cả nhà nha. Tết thì đem cái chậu này vô để trong nhà thì ngắm hoa quế luôn nha. Cây này ba vòi hoa luôn. Ba vòi hoa quế. Và ba cây chậu này đẹp lắm. Chậu như thế này, cao đẹp quá nha. Đó, lá xếp ruột như thế này. 1.1 triệu em bao ship nha, hình số 1 nha, 1.1 triệu cho cái chậu quế tháng 8 nha cả nhà nha, đang có đủ luôn. Đó, những cây cực kỳ là đẹp luôn cả nhà, xếp ruột đẹp luôn. Chậu này ba cây. Và đặc biệt cây này có ba vòi hoa này. Ba vòi hoa này chuẩn Tết luôn. Đây Tết là tầm 16 17 ngày nữa. Thì nó sẽ nở vào kịp Tết đó, những cái gồng đây là chuẩn Tết luôn cả nhà. Đó, gồng hoa chưa gì mà để dài gần 40 phân rồi cả nhà nè, cái gồng hoa ngoài này. Đó, còn hai ngâm mình nữa. Chậu quế này 1.1 triệu anh bao ship nha. Hình số 1. Số 2 là anh chậu kiều tím miền Trung. Để giá 230.000 anh bao ship nha. 230 bao ship một chậu kiều tím này, hàng thùng này, cái nhà mình có rễ nè, em bọc phân dê đồ rồi. Cái này em quên tắp rêu này, tắp rêu vô nó đẹp nữa cả nha. Đó, rễ ra thùng là rễ nó ổn định hết như thế này nè. Một chậu kiều tím miền Trung nha. Đó, một chậu kiều tím đẹp như thế này. 230.000 bao ship nha. Kiều tím miền Trung. Hình số 2. Số 3 lên chậu hồng nhãn nha. Một chậu hồng nhãn 350 bao ship này. Chậu này to đẹp quá nha. Chậu này chậu bí là phi 30 35 rồi. Đó, một cây. Riêng cây mẹ trên đây đó, nó cao từ gốc lên ngọn là 40 phân. Đó, và hàng tại hai cái con dưới đó, rất là đẹp luôn. Đó, một cái chậu hồng nhãn rừng bên chuẩn. Đẹp lắm quá nha. Đó, cây này rất là to đẹp luôn. Cây này lá xếp chỉ thi luôn. Nó một mẹ và hai con, ba con dưới. Một cây bên hông nữa. Cái chậu nhãn nó to đẹp lắm nha. 350 nha, hồng nhãn nha, đẹp cực kỳ luôn, nhìn qua rất là đẹp con nha. 350 bao ship. Hình số 3. Hình số 4 thì lên chậu dĩa lan tứ thời nha. Tứ thời thì nở hoa quanh năm và đặc biệt rất là thơm luôn. 150.000 cho chậu dĩa lan tứ thời này, em bao ship luôn nha. Một chậu dĩa lan tứ thời đang có nụ đó nha. Để em thấy hai ba vòi nụ này nè cả nhà. Có nụ này, cái này nụ của nó cả nhà. Trong này có nụ nữa này, là hai nụ này. Bên đây đang lên một ấy nữa, chắc nụ quá nha. Cái này nụ luôn á. Đó, cái chậu đi lan tứ thời đang có nụ này, nụ nhỏ như thế này về cả nhà mình chơi khả năng
thì đây Tết nó sẽ nở hoa vào dịp Tết luôn. Thì giờ lan tí thơm nha cả nhà nha, hoa thơm và đặc biệt là ra hoa quanh năm luôn. 150.000 bao ship cho cái chậu tứ thơi này, hình số 4, hình số 5 lên chậu kiều vuông này, kiều vuông cánh trắng nha, đó, kiều lục bát 270.000 cho cái chậu này, hàng thùng nữa nha cả nhà. Hôm trước em lấy cái rêu này cũng có bán cái rêu này, mà cái rêu này tóc không có đẹp bằng cái rêu này cả nhà, nên em ngưng cái rêu rồi, em lấy chuyển qua cái rêu kia. Cái rêu này cũng rất là tốt cả nhà, nó cũng mọc xanh này, nó sống đàng hoàng cả nhà nha. Đó, em đắp lên nó vẫn sống đàng hoàng. Cái chậu kiều vuông này hiện tại đang có nụ cả nhà, đang nụ giờ cả nhà chơi Tết luôn nha. Đó, ba thân nụ này, nụ cả nhà, nụ này được ba thân cái nụ. Đó, đây nữa này. Đó, giờ cả nhà mình khả năng đây tới Tết còn 16-17 ngày nữa thì kịp ra Tết nha. Cả nhà mình về cho nó ăn nắng thêm nhiều vô là sẽ kịp đất thôi. Đó. 270.000 cho chậu kiều vuông cánh trắng này. 270.000. Hình số 5. Hình số 6 cũng lên chậu kiều vuông này. 230.000, chậu này chưa có nụ nha. 230.000 bao ship mà chậu này đẹp lắm cả nhà. Đó, tóc rêu đây này. Rễ nó bám hết rêu đồ đi. Rêu nó sống nó xanh như thế này đẹp lắm cả nhà. Đây này, đó. Nhìn đẹp cực kỳ cái rêu này. Tắp lên những cái chậu lan nó rất là tốt cả nha, giữ ẩm và là xanh, sống nó xanh rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà mình lưu ý với em, rêu em vẫn bán 30.000 một hộp nha, gặp theo lan để em bao ship nha. Nếu mua 1-2 hộp thì gặp theo lan bao ship nha, còn trường hợp cô chú anh chị nào muốn mua thì 5 hộp em bao ship nha. Chậu này 230.000 cho chậu kiều vuông cánh trắng này, kiều vuông cánh trắng hồng vàng nha cả nhà, kiều lộc bát đó. Số 6 230.000 bao ship cho cái chậu này, này khá đẹp quá nha. Đó. Rồi qua số 7 em lên lông tu sung cả nha, lông tu sung 130.000 một bản như thế này. Đó, bản này bản nhỏ này, nói chung là hàng ngắn 130.000 một bản. Đó, thân mù thân lập thân nụ mập cả nha, hàng đã thắt ngọn hết rồi, chuẩn bị vào mùa hoa rồi cả nha. Đó, thì mỗi bản như thế này 130.000 một bản này. Đó, 130.000 một bản em bao ship đầu lông tu sung nha. Đó, cả nhà lấy mấy bản alo em. Đó, những cái bản như thế này. Đó, thân rất là nhiều, thân đẹp lắm cả nha, khá là đẹp luôn á. Chỉ có 130.000 một bản như thế này rất là rẻ luôn cả nha. Này, những cái thân này, thân mập béo tròn luôn. Đó, những cái này đã xuống lá cả nhà này, chuẩn bị những cái mắc kho đó cả nhà này. 130.000 một bản, bao ship tầm số 7. Số 8 thì cũng lông tu sung luôn, bản này dài hơn 170.000 nha. Em đã bao ship rồi, bản này dài to hơn. 170.000, bản như thế này. Dài to như thế này. Đó, nhìn đẹp lắm cả nha. Bản như thế này giá có 170.000 bao ship rồi. Đó, cả nhà mình lấy mấy bản alo vô. Đó, bản này này, bản dài to này. Cũng 170.000 luôn. Đã bao ship rồi, lâm tu sung nha, hàng đẹp lắm đó nha. Rồi qua hình số 9, hạt vĩ thiên cung lưu bố nha, 170.000 cho một giò như thế này. Đó, hiện tại thì hôm qua em kia em có bán mấy giò nó có nụ, giò này thì chưa thấy nụ đó nha, nhưng mà giờ cả nhà mình chắc chắn sẽ sưng nụ nước nụ thôi. Đó, 170.000 cho một giò như thế này, hạt vĩ thiên cung lưu bố nha. Đó, những mắt đã xuống lá rồi, chuẩn bị nước nụ hết cả nha, chuẩn bị nước nụ hết rồi. Đó, một giò như thế này giá 170.000, em bao ship nha. Hạt vĩ thiên cung lứa 4. Đó, giò nào cũng như giò đấy cả nha. Hàng đẹp lắm, xum xê luôn. Một cái giò lông hạt vĩ thiên cung lứa 4. Rất là xum xê luôn nha. Đẹp. Thái Lan chỉ tính 170.000 một bản. Số 10 thì 150.000 nha. Đầu tiên có một khúc kiếm nguyên bản này. Đó, rất đẹp luôn cả nha. Kiếm nguyên bản. Khúc này giờ cả nhà mình bỏ vô chậu rất là đẹp không? Hàng rất là chắc chắn như thế này. Đó, một khúc kiếm nguyên bản và khúc quế nguyên bản này. Đó, quế trắng 8 3 ngọn. Đẹp luôn, xếp trục địch đẹp luôn. Hai khúc này 150.000 bao ship nhé. 11 thì qua đơn cam cả nhà, hoàng thảo đơn cam 150.000 bao ship này. Một khúc đơn cam này, đơn cam thì nó nhỏ như thế này rồi cả nhà này. Ở hàng nguyên bản nha, một khúc này. Đây một khúc nữa là hai này, hai khúc đơn cam này. Đây khúc nữa là ba. Cái bản gỗ anh em đi đường họ bóc ra. Đây bản nó là bốn, bốn bản này giá 150.000 bao ship nha. Hoàng thảo đơn cam số 11. 12 để giá 140 bao ship nha. Giá hương rễ quạt cả nha. Một khúc rễ quạt nguyên bản này. Đó. Cây đẹp nha. Đây một khúc to luôn này. Đó, hai khúc này, cây to đẹp luôn. Và đây một khúc nữa này. Và ba khúc này. Ba khúc giá hương rễ quạt nguyên bản này giá 140 bao ship. Hình số 12. 13 lên phần nhất kim hoàng 100.000 bao ship cả nha. Một dề này. Đó, hàng dề không? Em dề nữa là hai dề này. Em về nữa là 3 giờ, 3 giờ nhất điểm hoàng những bản đẹp, nhất điểm hoàng như thế này. Rất là đẹp. Một đống luôn, 100.000 bao ship, hình số 13. 14 là phần tóc tiên. 120.000 bao ship nha.
tóc tiên đó nha, là một đống tóc tiên như thế này đó, giá 120.000 bao ship, hàng đẹp đúng không nha. Đó, cây ngắn, cây xếp ngắn đẹp, 120.000 bao ship một đống. Rồi qua hình số 15 thì lên ngọc thạch ba màu, 120.000 luôn, bao ship luôn. Đây là một đống ngọc thạch ba màu rất là nhiều về luôn. Đó, có cái mầm đắp đang lên nữa nha. Đó, về thao hồn ghép luôn nha, có những về về rất là đẹp đó nha. Quy một đống ngọc thạch ba màu như thế này. Giá 120.000 bao ship nha. Hình số 15, ngọc thạch ba màu. 16 thì lên hòn nhạn nha cả nhà nha. Hòn nhạn mấy cái này em bóc ở trong vườn em ra này, em bán luôn. Em dọn chuẩn bị dọn vườn để người dân Tết nha cả nhà nha. Hình số 16 giá 140.000 bao ship. Đây là những cây hòn nhạn tháng 4 nha cả nhà nha. Đầu tiên có một cây mẹ con này, đó, những cái lá này thì ở em bị lỗi nha. Một cây này lá cực kỳ to luôn cả nhà. Đó, lá nó mở lá rất là to luôn. Một cây to này, đó, nó bị lỗi mấy cái lá thôi. Một mẹ một con. Thế này một cây nữa là hai này. Thêm đây một cây nữa ba này. Đó. Thêm đây một cây nữa này, đó. Mẹ con nữa cả nhà. Mẹ con lên này. Đây là hòn nhãn tháng 4 nha, ba cây này. Đây cây nữa là 4 này. Đây cây nữa là 5 này. Đó. Những cây nó bị lỗi lá cả nha, đây cây 6 này. Rồi một đống này luôn. 140.000 bao ship nha, hòn nhãn tháng 4 nha. Có một số cây nó bị lỗi lá nha cả nhà nha. 17 con hòn nhãn tháng 4 luôn, để giá 150 bao ship này. Đó, có một cây này, đó, lá mít đẹp này. Đó, một cây này, đây một cây nữa là hai này, đó, hai cây này, đây một cây nữa ba này, cái cây này quá đẹp luôn, hòn nhãn tháng 4 nha, đây cây nữa là 4 này, đó, đây cây nữa là 5 cây, đó, 5 cây này, giá 150 bao ship nha, hình số 17 nha, 5 cây 150 bao ship, đó, rồi qua hình số 18, 18 thì 200.000 này, bao ship cũng là hòn nhãn tháng 4 luôn đó nha. Đó, em bóc trong những cái cây trong vườn em ra một cây này to đẹp luôn đó nha. Đó, cây rất là to luôn. Đó, hàng rất là đẹp như thế này, một cây đẹp này. Thêm lên một cây to nữa này. Đó, là hai này, cây này thì nó lỗi bên lá rụng lá bên này à. Hai cây to đẹp này và thêm lên một cây này, một mẹ đang hai con mọc ở dưới luôn cả nhà, cây mẹ lên rất là đẹp luôn, to đẹp luôn. Ba cây này giá 200.000 nha, ba cây này rất là to cả nhà, hòn nhãn tháng 4 nha cả nhà, hình số 18 200.000 bao ship. Hình số 19 em lên kiều vuông nha, kiều vuông, kiều này kiều cát tiên nha cả nhà, kiều rừng cát tiên á, 130.000 bao ship nha. Đó, những cái dừa này thì hàng này thì có cái dừa to này nó bị rớt lá cả nha, ở trên rừng nắng mùa này thì mùa rớt lá hết rồi, nhưng mà những cái thân này thân ho nha, phát ho cả nha. Đây là những thân ho đó, thì dừa này to này đang mầm đang lên này, một dừa này cho nên một dừa đó là hai này, cho nên một dừa nó là ba này, và thêm một dừa nữa là 4 này. Đó, lên mầm rất đẹp luôn. 4 dừa này giá 130.000 bao ship luôn, gần cả ký luôn coi nha. Ký hình số 19 nha. Kiều vuông nha, kiều cát tiên coi nha. Hình số 15 thì giá 140.000 bao ship này. Có một dừa coi nha, một dừa kiều vuông. Đó, lá này, lá rất là to đẹp luôn. Hàng nó lá rất đẹp, lá mít bầu coi nha, thân này. Thân xanh rất đẹp luôn. Một dừa này. Đó, một dừa như thế này. Giá 140.000 bao ship nha. Hàng dài tầm cỡ 50 phân coi nha. Đó, hàng 40 phân. 40 phân. Đó, hình số 20 giá 140 cho một dừa kiều vuông cát tiên. Hình số 21 170.000 nha. Cũng là kiều vuông cát tiên luôn nha cả nhà nha. Hình này có 4 dừa, phần dài mập đã cả nhà. Đó, phần rất là to luôn, mập to. Đó, một dừa này dài tầm có 40 phân 5 phân đó cả nhà. Cái dòng dài này chuỗi hoa nó dài cực kỳ luôn, một dừa này. Lá rất bự luôn, ăn dừa là 2 này. Đây một dừa nữa là 3 này. Còn đây một dề nữa 4 này. Đó, lá này, bằng lá này, lá khủng khiếp luôn cả nha. 4 dề này thân đều dài đẹp và thẳng nha cả nhà. Đó, 4 dề này thân rất là thẳng dài luôn. Đó, những cái dòng này dài, thân dài thì chuỗi hoa rất là dài luôn. 170.000 bao ship nha, kiều vuông cát tiên nha, kiều vuông cánh trắng hồng vàng đó. Rồi qua số 23 thì bên kiều vuông mở gà nha cả nhà nha. Hai dòng kiều này nhìn cả nhà nhìn rất là giống nhau, nhưng mà thằng này mở gà nha cả nhà nha, cũng thân vuông cả nha, nó cũng thân vuông như thế này mà. Tại vì thằng này lá nó dày hơn nhiều, dày lắm. Kiều vuông mở gà cả nha. Lá dày, còn đây thì lá mỏng thôi. Đó, rất mỏng, còn đây là dày lắm cả nha. Hai thằng này cũng phân vuông y chang nhau luôn. Nhìn hai giống kiều này rất là giống luôn nha cả nhà nha. Đó, cũng phân vuông không khác gì kiều vuông á, nhưng mà dòng này đặc biệt dòng này dòng mở gà. Mở gà Điện Biên á. Đó, thì mặt hoa mở gà này em số rất là nhiều. Ồ, ở vườn em có cái chậu này rất là đẹp luôn. Hoa rất là đẹp luôn. Em mở cái mặt hoa cho cả nhà mình xem cái kiều nó ở tại vườn nhà em nha. Hoa thì rất là đẹp rồi. Đây này cả nhà này.
hoa cực kỳ đẹp luôn. Đây là cả nhà, để em tìm lấy cái hình ảnh ra cả nhà xem nữa. Nó thực tế hơn cái hoa này, nó thực tế tại vườn luôn. Đây đây. Đó. Chúng là cái kiều này nha cả nhà nha. Nó nở tại nhà em luôn này. Đó, mà mở gà rất là đẹp như thế này. Cực kỳ là đẹp luôn. Nó một màu vàng mở gà. Rồi, thành số 20. 22 này thì 250 này, em bao ship có 2 giờ đẹp quá nha. 1 giờ đẹp quá là chất lượng luôn nha. Thân rất là mập rất to luôn. Đó, và thêm đây một giờ to nữa này. Đó, giờ to bộ hai thằng lá đẹp như thế này. Đó, nhìn cái kiều mở ra liền biên này, lá nó dày to khủng khiếp luôn nha. Thân nó rất là đẹp luôn. 2 giờ này thân đều nhau này. Đó, dài đều nha. Nhìn vô một chậu rất đẹp luôn. Đó, nhìn đẹp lắm, xứng lắm. 2 giờ này vô một giò xứng. 2 giờ này to nặng luôn. 250 bao ship hình số 2. 23 thì 140.000 em bao ship này. Cũng là kiều vuông mới gà luôn. Hàng này tầm 30 con cả nhà, rất đẹp luôn, một dề này. Đó, một dề rất là đẹp luôn như thế này. Dề này cái đế này rất là gọn luôn, bỏ chậu. Và thêm một dề này, nó lá mít tròn như thế này cả nhà. Đó, lá. 2 dề này giá 140 này. Em bao ship nha. Hình số 24 nha, 23 nha. 2 dề này đẹp cả nhà. 24 cũng là kiều vuông mới gà luôn nha. 170.000 bao ship. Hình này thì thân nó mập cực. Từ cái lá tròn như lá mít luôn nha. Một dề này. Đó, những cái thân này thân ho nha cả nhà nha, chẳng qua cái lá nó bằng gì những giờ bị gãy á, mình cắt thôi, cho mắt ho ra sưng này. Đó, những cái thân này thân ho đó. Một dề này. Đây một dề nữa này. Đẹp chưa? Những cái dề thân lá rất là đẹp như thế này. Thân nó xanh thẳm cả nha. Đó, hai dề này. Và thêm đây một dề này. Cái dề này thì thân tủ nó mập. Khỏe, nhìn thân nó khỏe cực kỳ nữa nha. Thân nó bóng nó khỏe. Thân nó mập, mập to luôn. Dề này đẹp này. 3 dề này giá 170.000. Bao ship hình 24. 25 thì cũng 170.000 luôn. Em bao ship luôn nha. 2 dề cả nha. Đây có một dề này. Đó, một dề này, rất là nhiều thân luôn. Một dề như thế này và thêm lên một dề nữa cả nha. 2 dề này giá 170 nha. 2 dề này to đẹp đó. 170.000 bao ship hình 25. 26 thì giá 180 này. Em bao ship luôn nha. Đây cũng kiều mở ra cả nhà. Cái này năng nắng, lá nó vàng nhìn, lá đẹp luôn nha. Nó vàng ống luôn và thân nó cũng vàng luôn thế này. Đó, y như kiều vuông luôn nha. Đó, nhầm lá chắc rất là dày nha. Những cái này trong vườn nó bám luôn nha. Thấm nước lao cho em hết. Một về thân vàng, lá vàng đẹp này. Lá vàng chứ không phải lá bị héo bị vàng nha cả nhà nha. Đó, thân rất là khỏe, rất mạnh thế này. 2 về này. 3 về lá vàng này. Đó. 4 về này. Đó, 4 về. 4 về lá vàng đẹp như thế này. Đó, nhìn lá chắc lá rất đẹp quá nha. 180.000 bao ship nha, hàng ngắn tầm 30 con. 27 thì giá 140 này. Bao ship luôn, cũng là kiều vuông mở gà cả nha. Đó, nhìn về rất đẹp luôn. Đó, nhìn về thân ngắn tầm 3, ngắn 30 con về cả nhà, vô chỗ rất là đẹp luôn. Một về này. 2 về này. Đó, hàng thân ngắn đẹp. 3 về này. Đó, về này xanh tươi mừng mừng luôn. 4 về này, đó, nhìn về thân ngắn như thế này. Đó, lá nè. Hàng nó tươi lắm nha cả nhà nha, chứ không phải hàng khô héo đâu. 140.000 bao ship hình 67. 28 thì giá cũng 140.000 luôn, bao ship luôn nguyên một đống luôn. Đó, hàng này thì thân nó ốm hơn tí, đem bán một đống 140 2 về. Đó là hàng cũng còn rất là đẹp nha, 3 về này. Vì thân nó hơi ốm hơn tí. 4 về này. Đó, cả nhà mình lấy cái giống về cái này thì rẻ rất là lợi luôn. 5 về này. 6 về này. Đó, về như thế này rất đẹp quá nha. Có vị thân nó hơi nhỏ hơn thì em kia. Và đây một dề nó 7 dề này. 7 dề này giá 140.000 bao ship luôn. Nguyên một đống luôn, kiều mở gà luôn. 58. 29 lên phần thảo Trần Kim Khánh nha cả nhà nha. 130.000 một phần, em bao ship nha. Một phần như thế này rất là nhiều dề luôn cả nhà. Hàng làm nó rất là gọn đẹp luôn. Hiện tại có một số đang nụ này, nụ to rồi cả nhà. Đang nụ có một số đang nụ này, một phần như thế này. Phần thảo Trần Kim Khánh 130.000 một phần, em bao ship. Em lên hai phần nha, cả nhà lấy mấy phần alo em. Phần nào cũng như phần đấy cả nhà, 6-7 dề gì đó. Đó, hàng đang lụ như thế này, có một số đang lụ như thế này này cả nhà, đó, cái lụ xanh rất là đẹp luôn. 130.000 một phần, em bao ship hồng thảo Trần Kim Khánh nha. Rồi 30 thì lên khóc đùi gà tròn nguyên bản, 150 em bao ship, đẹp chưa? Vô cái chậu gì nó quá đẹp luôn. Đó, đùi gà hiện tại ở đây chuẩn bị xuống lá, chuẩn bị nước lụ hết rồi cả nhà, chuẩn bị nước lụ. Đây là đùi gà tròn nha, đùi gà tròn đó nha, một khúc là đẹp chưa? Từ mầm gốc đang bắn nó quá trời là cả nhà này. Đó. Một khúc này 150 bao ship.
hình số 30 31 thì 133 ship một khúc đuôi gà luôn này. Anh em cưa cái bản lại cái bản đó, mầm gốc đang lên đất khỏe này. Khúc này hai về hai bên nữa nha, rồi 130.000 bao ship cho khúc nguyên bản này. Hình số 32 thì em lên hoàn tháo kèn nha, thì một phần kèn như thế này 200.000 bao ship nha. Đó, kèn hiện tại đang nụ rất là nhiều cả nhà, giờ cả nhà mình ghép lên chuẩn bị ngắm hoa tết luôn, nụ chi chít luôn này, đó nụ này đó, rất là nhiều nụ luôn. Thì một phần như thế này nó được mấy khóm cả nhà, thân hoa nó tầm cỡ hơn 10 thân hoa, đa số là toàn bộ thân hoa nha, hàng đã cắt tỉa còn toàn thân hoa luôn. Cả nhà mình giờ ghép lên chuẩn bị ngắm hoa tết luôn nha. Trời, nụ chi chít luôn cả nhà, nụ ra tua hết như thế này, phần nào cũng nụ hết nha. Một phần như thế này giá 200.000 bao ship nha, hoàn tháo kèn nha. Đó, cả nhà mình lấy mấy phần alo em, 25.000 bao ship hình cho 32. 33 thì em lên kiếm hồng nha cả nhà nha. Đi lan kiếm hồng 150 một phần này. Bao ship nói về kiếm hồng thì họ kiếm hồng thì cực là đẹp luôn. Nói cho bác làm kiếm thì kiếm hồng này nó quá đỉnh rồi coi nha. Nhìn cái mặt ho kiếm hồng này. Nó rất là mê luôn. Cả nhà mình coi đi. Ho to và màu sắc của nó rất là rực rỡ luôn cả nhà. Cực kỳ là đẹp luôn. Trong bác làm kiếm thì nói về kiếm thì dòng này thì em thấy là hoa là đẹp nhất trong các dòng kiếm, và hoa cực kỳ to luôn. Một phần như thế này là 150 bao ship này, thì nói chung phần này thì nó tầm 4-5 tủ có nha. Đó, hàng thì em nói trước hàng ở em rất là xanh tươi như thế này nha, hàng rất là xanh đó. Gửi đến cô chú anh chị mình thời gian trong thùng đó, nên làm trong đi vận chuyển trong thùng nó 1-2 ngày, thậm chí là 3-4 ngày thì một số lá nó sẽ bị khô và sẽ bị đen đầu lá. Những cái dòng này cả nhà mình chủ yếu lấy cái củ về trồng, để rồi 1-2 năm sau thì cây nó phát triển mạnh thì cả nhà mình mới bắt đầu chơi hoa chơi lá được nha. Chứ hiện tại thì ở rừng từ giờ về thì lá nó sẽ hư cả nhà, nó không có bảo quản được đâu. Tại cái dòng này lá nó mỏng, dòng kiếm lá mềm mà lá mỏng, vận chuyển đi xa thì nó rất là khó khăn cho cái vấn đề mà nói cây nó còn tươi hay là nó héo nha cả nhà nha, nó rất là khó nha. Những cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó tiện hơn, thì em gửi trong vòng một ngày thì cây có vẻ nó khỏe hơn, nó khỏe hơn, lá nó còn xanh. Còn những cô chú anh chị nào ở ngoài Bắc hoặc là những vùng xa hơn nữa thì cây nó sẽ bị héo. Em nói trước đó, những cô chú anh chị nào nếu mà thông cảm chấp nhận mua hàng thì em nói trước cái dòng này thì nó bị héo, hay bị héo, gửi đi xa nó hay bị héo khô, nên cô chú anh chị mình đã xác định mua thì nhận hàng giúp em nha. 150 một phần em bao ship hình số 33 năm cũ này. 34 thì đây cũng 1 2 3 4 5 năm mấy như thế này, cũng 100 150, nói chung là 33 thì hai phần, mỗi phần 150 năm cũ. 34 thì 150 luôn, phần này thì ba dừa này 150 luôn nha cả nhà nha, cũng là đi lan kim hồng. 35 thì 160 này, em bao ship cả hai dừa cả nha, hai dừa này 160 nha. Lá nó rất đẹp nha, lá to đẹp lên nhau, cái lô này anh em đi về lá rất to đẹp luôn đó. Cũ này. 2 giờ này giá 160, 35 36 giá 160 luôn, em bao ship luôn. Ủa, trời, nó té như cái bánh cái quạt luôn đó nha, đẹp chưa, cái củ này rất là đẹp luôn đó, này, những củ to nó nằm tơ lên này, lá nó xè bên cực đẹp luôn. Một giờ này đây, một giờ nữa này đó, 2 giờ này thì giá 160 luôn, bao ship luôn. Hình số 36 37 thì giá 170 bao ship này. Có một giờ một đó nha, củ tím đậm, củ tím đỏ, củ đỏ này, củ cực kỳ là to luôn đó nha. Đó, giờ như thế này đó, nó to như thế này, củ đó là to luôn. Giờ này 170.000 bao ship nha. Đó, hình cho 37 rồi, hôm nay em lên được bao nhiêu hình đó, cả nhà sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha, số điện thoại có để được tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ, em chào tất cả mọi người nha.